vụ buôn lậu quy mô nhất từ trước đến nay tại biên giới giáp ranh giữa Đồng Tháp và Campuchia. Hành động tinh vi, hành tung bí hiểm. Những tên tội phạm gian manh này không ít lần tiến hành phi vụ đen tối thành công. Thế nhưng, dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Thị Vịnh, trưởng phòng an ninh điều tra PA92, Công an tỉnh Đồng Tháp, kết hợp cùng sự mưu trí kiên trì của các chiến sĩ công an, những bóng đèn bí hiểm kia đã phải cúi đầu khuất phục. Những ngày cuối năm 2014, tại phòng an ninh điều tra PA92, Công an tỉnh Đồng Tháp, trưởng phòng PA92, Đại tá Nguyễn Thị Vịnh tiếp nhận được một thông tin quan trọng về tình hình an ninh tại cửa khẩu Thông Bình thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Cửa khẩu này khá yên bình và luôn tấp nập người qua lại giao thương, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài yên bình kia lại có những đợt sóng ngầm của dòng chảy hàng lậu. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện những dấu hiệu bất thường của hai đối tượng thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu. Chúng liên tục dò xét, hành động mờ ám, lén lút. Với thâm niên hơn 30 năm trong nghề, Đại tá Nguyễn Thị Vịnh cảm thấy những biểu hiện mà trinh sát thu thập được về hai đối tượng khả nghi có nhiều dấu hiệu bất thường của một vụ buôn lậu hàng cấm. Thực hiện cái nhiệm vụ của một số cơ quan chức năng có nhiệm vụ là quản lý biên giới, thấy phát hiện có dấu hiệu là thỉnh thoảng có một cái chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát của Campuchia khi mà tới cái địa phận là gần cái cửa khẩu Thông Bình, Tân Hồng, giáp Campuchia thì lại giao hàng cho một cái đối tượng chạy xe mô tô biển kiểm soát của Việt Nam. Các đối tượng khả nghi nhanh chóng được xác minh. Người thứ nhất là Lê Văn Thương, 34 tuổi. Và đối tượng thứ hai là em ruột của Thương, tên Lê Văn Tuấn, 30 tuổi. Cả hai cùng ngụ tại huyện Tân Hồng. Thông tin, nhận dạng, hoạt động thường ngày của chúng nhanh chóng được trinh sát ghi nhận và báo về. Trong khi đó, trinh sát nằm vùng tại bên kia biên giới cũng phát hiện thêm những tình tiết mới. Dường như hai đối tượng Thương và Tuấn đang có sự móc nối với một đường dây làm ăn phi pháp bên Campuchia. Thông tin ấy được báo cho người đứng đầu phòng an ninh điều tra PA92. Những tình tiết mới đã giúp Đại tá Vịnh cũng có thêm sự nghi ngờ của mình về hành tung mờ ám của các đối tượng này. Xin chỉ thị cấp trên, ban chuyên án được thành lập ngay sau đó nhằm nhanh chóng phá thành công vụ án này. Đại tá Nguyễn Thị Vịnh là người trực tiếp chỉ huy chuyên án này. Điều quan trọng của ban chuyên án lúc này là mau chóng xác minh loại hàng nào được các đối tượng kia vận chuyển trái phép qua biên giới. Ngoài Thương và Tuấn, còn có ai khác nằm trong đường dây buôn lậu này nữa hay không? Những câu hỏi hóc búa khiến người chỉ huy nhiều đêm trăn trở. Nhận định khả năng đây là một cái đường dây lưu hành tiền giả từ Campuchia qua Việt Nam, hoặc là có mua bán ma túy hay không, mà hành tung thì rất là bí mật, kiểm tra trong nội địa xem coi là cái số người nhận hàng này là ai. Thì qua cái xác minh mới thấy rằng cái số người nhận hàng này là anh em cùng trong một gia đình. Số anh em trong một gia đình này thì thay nhau thường xuyên sang Campuchia, mà trong đó có hai anh em là qua xác minh là có thuê đất ở giáp biên bên giáp Campuchia để nuôi cá và trồng lúa. Lực lượng trinh sát tinh nhuệ được điều động xuống địa bàn hoạt động của những kẻ buôn lậu gian xảo.
Như thường lệ, hai đối tượng Thương và Tuấn di chuyển qua biên giới mà không gặp chút khó khăn nào. Sau một hồi quan sát, cả hai nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn. Tín hiệu phát đi đã được một người đàn ông lạ mặt đáp lại. Người đàn ông này trao cho Thương và Tuấn một kiện hàng, rồi sau đó họ nhanh chóng tản đi. Mọi động tĩnh của các đối tượng nghi vấn được trinh sát theo dõi chặt chẽ. Khi hai đối tượng này vừa qua cửa khẩu, trinh sát lập tức chặn lại để kiểm tra. Thế nhưng, ngoài sự tiên liệu, không phát hiện được dấu hiệu khả nghi nào. Thông tin thu thập được từ hai đối tượng nghi vấn vẫn chưa rõ ràng. Điều này khiến Đại tá Vịnh cảm thấy bất an, bởi điều này đồng nghĩa với việc chuyên án sẽ phải kéo dài hơn dự liệu ban đầu. Người phụ nữ có tầm niên hơn 30 năm trong nghề cảm thấy cần phải có sự thay đổi trong cách tiếp cận chuyên án. Vậy là một phương án điều tra khác được vạch ra. Một đầu mối trinh sát đặc biệt được cử qua địa bàn tỉnh Preven thuộc Campuchia để nắm rõ hơn tình hình cũng như tìm hiểu rõ chân tướng ai là người núp đằng sau giật dây toàn bộ phi vụ đen tối này. Trinh sát nhanh chóng xác minh được đối tượng khả nghi người Campuchia có móc nối với Thương và Tuấn để vận chuyển hàng lậu, và loại hàng mà chúng vận chuyển chính là tiền tệ. Như vậy, ông trùm và các chân rết của đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này đã dần lộ diện. Đầu mối là người đàn ông Campuchia. Việc vận chuyển hàng lậu sẽ do hai anh em Lê Văn Thương và Lê Văn Tuấn đảm trách. Cơ quan điều tra giờ chỉ còn xác định xem số tiền mà chúng vận chuyển về sẽ được đưa đi đâu, là có thể phát lệnh truy kích tóm gọn cả đường dây. Sau mỗi vụ vận chuyển trót lọt, Thương và Tuấn sẽ luân phiên nhau đến các điểm giao dịch ngân hàng khác nhau để tiến hành chuyển khoản. Thông tin thu thập được từ nhân viên ngân hàng cho biết, số tiền mà chúng gửi được chia ra các tài khoản với nhiều người đứng tên khác nhau, nơi cư trú, địa bàn của những chủ tài khoản này cũng không đồng nhất. Sau khi mình xác minh, mình mới làm rõ cái số người thụ hưởng từ cái số đối tượng này chuyển là ai. Thì mới xác định là rất là nhiều người ở đâu 14, 15 cái địa phương khác. Kể cả thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hòa, vân vân, một số tỉnh miền Tây. Và cái số mà thụ hưởng đó thì lại có ý thức là đối phó từ đầu với cơ quan chức năng. Những thông tin thu thập được đã đủ để ban chuyên án đánh giá rằng đây là đường dây buôn lậu tiền xuyên biên giới với quy mô lớn. Số tiền mà các đối tượng buôn lậu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Giáp với biên giới, như vậy là cái vụ án này nó có yếu tố nước ngoài. Bởi vì cái số nhóm người mà đi ô tô sang để giao cho số đối tượng ở Việt Nam, thì ban chỉ đạo án xác định là khả năng là biển số xe giả. Bởi vì có khả năng đây là một cái đường dây tội phạm có tổ chức và đồng thời là mang tính là siêu quốc gia. Mục tiêu yêu cầu là phải không phải bắt quả tang chỉ xử trong cái lần bắt quả tang, mà phải làm rõ nguyên cái đường dây tổ chức của tội phạm như thế nào để chúng ta tóm vào một mảnh lưới, kể cả trong nước và nước ngoài. Lệnh truy kích cuối cùng đã được ban ra. Đại tá Vịnh trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt này. Lực lượng tham gia vây bắt các đối tượng lần này, ngoài cơ quan an ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp, còn có sự hỗ trợ của công an huyện Tân Hồng và bộ đội biên phòng.
Lệ, Thương và Tuấn nhận tiền từ người đàn ông Campuchia để vận chuyển qua biên giới. Trinh sát cắm chốt tại biên giới họp nóng để đưa ra phương án vây bắt khẩn cấp các đối tượng này. Theo cái kế hoạch được phân công, thì đồng chí trưởng phòng giao cái nhiệm vụ là phối kết hợp với công an huyện Tân Hồng là đón bắt tại biên giới, cái khu vực biên giới của Thông Bình của Tân Hồng Đồng Tháp. Thì theo như kế hoạch đặt ra thì như dự kiến của mình thì đúng là cái hoạch đặt ra nó rất là sát, và đồng thời là cái việc bố trí của mình phối hợp rất là tốt với công an Tân Hồng. Phải làm rõ tổ chức cái bên kia và bên này, đó là hai cái nhu cầu, và đồng thời bắt quả tang khi mà thời điểm và địa điểm nữa. Tại vì cái nếu mà cái tội danh là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới thì lại là nếu mà là trong khu vực biên giới mình phải bắt địa điểm nào, nếu mà vô sâu trong nội địa thì không còn cái yếu tố của biên giới. Địa thế vùng biên rất phức tạp, vì thế việc vây bắt hai đối tượng Tuấn và Thương gặp không ít khó khăn. Thế nhưng bằng sự nhanh nhạy và mưu trí của các chiến sĩ công an, Thương và Tuấn cũng lần lượt chịu khuất phục. Không những vậy, Đại tá Nguyễn Thị Vịnh còn trực tiếp chỉ huy một mũi trinh sát khác tiến hành đón lõng tại nhà của hai đối tượng trên tại ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, bắt giữ khẩn cấp mẹ ruột của Thương và Tuấn. Khi khám xét nơi đây, cơ quan điều tra đã thu giữ các tờ tiền mệnh giá khác nhau cùng nhiều giấy tờ có liên quan đến việc giao dịch với các đối tượng khác. Dưới sự chỉ huy của một bông hồng đầy chất thép và vô cùng quyết đoán, Đại tá Nguyễn Thị Vịnh, đường dây buôn lậu tiền hàng ngàn tỷ đồng đã được đưa ra ánh sáng. Vụ án khép lại và mảnh đất vùng biên đã được trả lại sự yên bình. Với Đại tá Nguyễn Thị Vịnh, vụ án dù đã khép lại nhưng nó còn để lại nhiều băn khoăn. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử hai đối tượng nằm trong đường dây buôn lậu tiền xuyên biên giới. Thường bị kết án 6 năm tù giam, Tuấn bị kết án 5 năm tù giam cùng vì tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, một bản án nghiêm khắc cho những kẻ buôn lậu liều lĩnh. Cái vụ án này là cái vụ án cũng như phát hiện đầu tiên mà ở tỉnh Đồng Tháp, một số cái tỉnh miền Tây cũng chưa có tỉnh nào phát hiện vụ án này. Phương thức thủ đoạn rất là mới, do đó là sự mất cảnh giác của một số bộ phận quần chúng nhân dân. Thì thời gian qua nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho các cá nhân tổ chức có thể là kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa qua lại với nhau. Tuy nhiên là phải chấp hành pháp luật, chứ không thể nào là vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua. 11 năm tù với số tiền thu lợi bất chính chỉ chưa tới 6 triệu đồng. Hành động dại dột của hai anh em ruột đã phải trả bằng cái giá quá đắt. Bản án đã được tuyên, nhưng nó lại khiến Đại tá Nguyễn Thị Vịnh cảm thấy rầy rứt. Vì thiếu hiểu biết, không có công ăn việc làm ổn định, đã đẩy những người nông dân chân chất, hiền lành vào con đường tù tội.